Xin chào chị khách hàng. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại căn hộ mẫu 59m2 của dự án Westgate. Thì đây là thiết kế của căn 59m2 chị khách hàng nhé. Thiết kế nó vuông vức đúng không ạ? Và nó có luôn cái lô gia nè mọi người, tạo không gian cực kỳ là thoáng luôn ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào căn hộ để mình tìm hiểu ha. Từ ngoài bước vào thì chủ đầu tư An Gia sẽ lắp cho mình một cái chuông cửa tại đây luôn. Nhưng mà hiện nay họ không làm. Sau này bàn giao sẽ có cái chuông cửa. Rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến cái cửa gỗ Galaxy, thương hiệu Galaxy. Cửa gỗ Galaxy loại thép chống cháy, đây là cái thương hiệu hàng đầu của Việt Nam luôn. Và trên cái cửa này á, họ sẽ tích hợp một cái khóa gieo đến từ thương hiệu của Mỹ với 3 tính năng. Tính năng đầu tiên là khóa số, tính năng thứ hai là khóa từ, tính năng thứ ba là khóa cơ ở đây mọi người. Rồi, trên cái cửa này sẽ tích hợp mắt thần luôn mọi người nhé. Rồi, mình di chuyển vào trong để mình tìm hiểu ha. Thì không gian bên này là họ sẽ lắp đặt một cái hệ thống tủ này để chứa giày dép và vật dụng ha. Rồi, và tặng cho mình một cái video call an ninh như vậy luôn. Video call an ninh này sẽ kết nối với tầng hầm và những cái tầng tiện ích mọi người nhé. Rồi, chúng ta sẽ bước vào cái không gian này. Thì từ bên ngoài mọi người di chuyển vào, mọi người sẽ không thấy cái bếp khuất này. Thì Giang sẽ chia sẻ cho anh chị khách hàng về cái không gian của phòng khách trước ha. Thì không gian phòng khách này sẽ tạo một cái khoảng cực kỳ là thoáng luôn nha mọi người nhé. Đây là một cái cửa lùa, nó sẽ có cửa lùa tại đây. Và bên ngoài sẽ là có một cái lan can thép sơn tĩnh điện 1m4, sẽ tạo không gian an toàn cho anh chị khách hàng khi sở hữu căn hộ. Và đây là khu vực anh chị đặt một cái ghế sofa như vậy luôn ha. Đó, mình ngồi mình cà phê buổi sáng, mình có thể view trực diện bên ngoài, view công viên, nội khu và công viên trung tâm hành chính. Thoáng đúng không ạ? Với thiết kế này thì Giang cảm giác dưới 59m2 nó không hề nhỏ, nó rất là rộng luôn. Cảm giác giống như là 72m2 vậy mọi người. Rồi, Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào cái phòng ngủ lớn ha. Thì tại không gian phòng ngủ lớn thì cũng lắp đặt một hệ thống cửa sổ cực kỳ là rộng và thoáng luôn nè anh chị khách hàng. Đó. Cửa này là đến từ cửa, một là Euro Window, hai là cửa Window Door. Đây là hai thương hiệu cũng khá là cao cấp luôn. Rồi, thiết kế này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây là một cái thiết kế gợi mở cho anh chị khách hàng. Sau này anh chị khách hàng nhận nhà thì anh chị khách hàng có thể là thiết kế y chang như vậy cũng được. Nó sẽ cực kỳ là đẹp luôn ha. Thì cái phòng ngủ, cái giường ngủ của chúng ta là anh chị khách hàng với một cái cửa sổ, anh chị khách hàng thấy không? Nó cũng ngang ngang nè. Có nghĩa là anh chị khách hàng nằm tại đây. Mỗi buổi sáng anh chị khách hàng thức dậy chỉ cần kéo nhẹ cái rèm, mình có thể nằm trên chính cái giường của mình view bên ngoài. Sẽ tạo một không gian, một cảm hứng trong buổi sáng trước khi mình làm việc hoặc là hoạt động hàng ngày. Và trong chính căn hộ này thì chủ đầu tư An Gia họ lát gọi là sàn gỗ nha. Sàn gỗ và anh chị có thể làm một cái thảm như vậy luôn. Nó sẽ tạo cái độ ấm cho lòng bàn chân của chúng ta. Thì cơ thể chúng ta mà điều khiển những cái huyệt đạo chính là ở dưới lòng bàn chân hết. Nó sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Rồi, trong cái phòng ngủ này thì chủ đầu tư An Gia họ đặt cái phòng vệ sinh riêng cho gia chủ. Thì cái phòng vệ sinh này sẽ được lắp đặt những cái thiết bị rất là cao cấp đến từ thương hiệu Hubler của Đức, giống như là lavabo Hubler nè, rồi bồn cầu Hubler, rồi vòi sen cũng đến từ thương hiệu Hubler luôn. Và đây là khu vực tắm rửa. Thì trong khu vực tắm rửa này họ sẽ làm âm xuống một tí, anh chị khách hàng nhìn xuống đây nè ha. Đó, thì nó âm xuống và nó sẽ đi một cái đường xuống, nó sẽ không có cái g có thể dễ dàng đi, rất là dễ dàng vấp, nên cái khoảng kéo này xuống đó, nó sẽ không có vấp ha. Rồi trong cái đá này họ lát cái đá này nó vừa sáng mà gọi là tránh cái việc gọi là bẩn nữa, mọi người nhìn thấy nó rất là sạch sẽ đúng không ạ, sau này rất là dễ lau chùi ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái căn phòng ngủ số 2. Thì đối với gia đình 4-5 người, ba mẹ và hai đứa con, thì với phòng ngủ số 2 này dành cho hai cháu cũng cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Thì cái này là thiết kế theo dạng nha, bố mẹ và hai đứa con là nữ hết, hai bé gái. Thì mọi người thấy không, cái không gian này là một cái giường kéo, thì có thể là chị hai nằm dưới này, rồi em út nằm dưới đó, ở trên đó. Rồi cái khoảng giữa thì tạo một không gian học tập cho các cháu. Thì với một cái bàn hai ghế ha. Thì không gian này nó không có rộng lắm, nhưng mà nó tạo sự đầm ấm cho các cháu. Cháu có thể chơi trong đây luôn, nó sẽ không làm phiền bố mẹ. Rồi các cháu không gian chơi, học tập và nghỉ ngơi trong đây luôn.
Và trong cái giường này á, thiết kế những cái học tủ này mọi người thấy nè, có thể để những cái vật dụng dưới đây luôn ha. Rồi tủ để quần áo các cháu sẽ rất là thích ha. Ở đây có những cái học tủ luôn nè mọi người. Và cái căn này á, đặc biệt là mọi người nhìn vào tay phải của Giang nè, sẽ có một cái cửa sổ. Cửa sổ này là thông vào cái lô gia mọi người nhé. Thì việc thông vào lô gia nó sẽ đi thẳng vô cái giếng trời, nó sẽ lấy gió ánh sáng vào cái căn phòng ngủ nhỏ này, thì các cháu sẽ không bị bí, không bị ngột ngạt luôn, không cần dùng đến máy lạnh để có thể là lấy được những cái gió và oxy, lượng oxy đầy đủ ha, rất là mát. Rồi còn đây là không gian của phòng bếp. Thì hồi nãy Giang cũng nói từ ngoài bước vào mình sẽ thấy khuất cái bếp, thì sau này mọi người nhận bàn giao như vậy thì mọi người có thể làm cái cửa có thể ngăn luôn cái bếp luôn cũng được, để mình gọi là che khuất cái bếp, phần bếp luôn. Thì không gian phòng bếp này cũng thông với cái lô gia luôn mọi người ha, thông lô gia. Và khi mà nhận bàn giao nhà đó, anh chị khách hàng sẽ được tặng luôn cái bộ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đến từ thương hiệu Kata của An Cường nè mọi người. Và tủ này là tủ tránh va, chống va đập ha. Ở trên cái tủ này phụ kiện là cái lò xo giảm chấn nè, nó sẽ chống được cái va đập, mọi người đóng mạnh nó sẽ không gây cái va đập mạnh. Và những cái hộp tủ dưới cũng vậy luôn ha. Còn mặt đá này là mặt đá tự nhiên nha mọi người, nó cực kỳ là mát luôn nè, và rất là sạch ha. Còn cái bồn đến từ thương hiệu Hapler, rồi bếp ba bồn nấu đến từ Hapler, và máy hút mùi Hapler của Đức luôn ha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra cái phần lô gia ha. Cái phần lô gia đây là khu vực để mọi người đặt cái máy giặt ha. Thế mọi người đặt cái máy giặt ở đây nè, không gian máy giặt, rồi thiết kế cho mình một cái hệ thống tủ đây, mình chứa đồ, những vật dụng cần thiết. Rồi nãy Giang có nói là cái cửa sổ này kết nối với phòng trẻ em nè. Thì mọi người có thể thiết kế một cái kệ như vậy để mọi người có thể đặt luôn những cái cây xanh như vậy luôn ha mọi người. Rồi hồi nãy Giang quên nói cái nhà vệ sinh trong phòng phòng ngủ master á, thì nó có cái cửa sổ nè, là cực kỳ thoáng luôn, sau này cái nhà vệ sinh nó cũng không bị bí. Rồi nếu anh chị nào quan tâm đến căn hộ 59m² của dự án Westgate thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ anh chị xem căn hộ này thực tế và Giang sẽ tư vấn chi tiết đến với anh chị. Và cái điều đặc biệt trong cái lần này anh chị Giang cũng chia sẻ nhỏ với anh chị luôn, là anh chị mua cái căn này thanh toán chỉ có 30% thôi, thì anh chị sẽ chia làm 4 đợt thanh toán. Cái đợt đầu tiên là 15%, cái đợt thứ hai là cách 2 tháng là 5%, cái đợt thứ ba là cách 2 tháng là 5%, và cái đợt thứ tư là sau khi mà ký vào mua bán anh chị thanh toán 5%. Anh chị khách hàng nhé, là tổng cộng là 30%, anh chị sẽ ngưng đóng tới lúc nhận nhà luôn. Đúng là nhẹ đúng không ạ? Còn chưa hết nha, cái đợt này thì chủ đầu tư gia tặng cho anh chị 0.5% trên giá trị căn hộ luôn, nếu anh chị mua trước ngày mở bán. Rồi bên cạnh đó thì anh chị sở hữu căn hộ này, anh chị sẽ được tặng một cái bộ nội thất và có phụ lục đi kèm nha. Thì anh chị muốn tìm hiểu cái bộ nội thất nó như thế nào thì liên hệ với Giang, Giang sẽ tư vấn chi tiết và gửi cho anh chị cái bộ phụ lục nội thất chi tiết luôn. Rồi hẹn gặp lại anh chị tại căn hộ 59m² của dự án Westgate tại nhà mẫu An Gia Gallery, 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7. Trước khi đến, anh chị vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885 để Giang hỗ trợ anh chị được tốt nhất anh chị khách hàng nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị tại nhà mẫu An Gia Gallery. Xin chào anh chị khách hàng.